phòng cảnh sát kiếm chị Nabi, rủ chị Nabi đi chơi coi. Ui, hình như ai vậy ta? Ủa, ai đứng đây rồi cảnh sát? Chú ơi, khoan đi đã, có chuyện gì mà buồn dữ vậy? Con trai của ta vừa mới bị mất tích cho nên ta muốn nhờ cảnh sát tìm, và mong là cảnh sát sẽ tìm được nó. Được rồi, vậy chúc chú may mắn. Hình như chú đó ở làng khác, các bạn không phải ở trong làng sinh tố của tụi mình. Nhưng mà hả, tại vì biết trong làng sinh tố mình có cảnh sát Nabi nên là mới vô nhờ. Để mình vô hỏi chị Nabi sao mà hả, tự nhiên có nhiều vụ mất tích gần đây xảy ra quá trời luôn á. Ủa sao chị Nabi hôm nay buồn quá vậy? Có chuyện gì mà buồn quá vậy? Lại có thêm một vụ mất tích nữa rồi cậu gà ơi. Một vụ mất tích nữa à? Đúng rồi, em biết rồi. Hồi nãy em vừa thấy một người hả trình báo đi ra, như là vụ đó đúng không? Đúng rồi, ông ấy tới tìm con của ông ở kia kìa. Vậy là bữa giờ có rất là nhiều vụ sao chị Nabi? Đúng rồi, dạo gần đây chị tiếp nhận rất là nhiều vụ mất tích đó. Chị vẫn chưa tìm được điểm chung của những vụ mất tích này là gì. Vậy chị Nabi có thể cho em xem những cái hồ sơ trước đây của vụ mất tích đó không chị Nabi ơi? Để em coi thử, lỡ biết đâu em điều tra. Ok vậy. Ok vậy. Ôi cái gì? Cái gì vậy? Cái con gì bắt đầu? Ok vậy, cái giọng đứa nào vậy? Sao nghe quen quen? Ê, đừng nói là Huy nấp nha. Đúng rồi đó, phát minh mới của tao nè. Đây không phải là mỗi mình cái flycam đâu, đây chính là thiết bị dò đó. Bây giờ tụi tao đang điều tra, mày cút ngay chỗ khác, cút ra. Phá qua mày đứng phá thì mày xuống đây quậy luôn á. Trời đất ơi, chỗ người ta điều tra và thằng Huy nấp nó cứ quậy hoài à các bạn ơi. Cho em coi những cái hồ sơ vụ án đó, xem thử có điểm chung gì không các bạn, để mình có thể điều tra ra được. Vụ đầu tiên nó chính là được báo cáo người vợ bị mất tích. Lần cuối người vợ bảo là thấy chồng mình đi leo núi, sau đó anh ta không còn quay trở về nữa. Có thể là anh ta đi leo núi xong gặp một cái tai nạn gì đó. Mình cũng không biết điểm chung là gì. Được rồi, chị Nabi đọc cái hồ sơ tiếp theo coi. Tiếp theo là một người con gái tìm cha của mình. Người cha sau khi lên núi đốn củi thì không quay trở về cái gì? Nữa. Sau khi lên núi đốn củi, từ mình dần cảm thấy có một điểm chung gì đó rồi các bạn. Chị Nabi đọc cái hồ sơ tiếp theo coi. Đây là cái vụ hồi nãy đó. Người cha đi tìm con của mình. Người con sau khi lên núi cắm trại thì không thấy quay trở lại. Cái gì? Người con sau khi lên núi cắm trại hả? Điểm chung của những vụ mất tích này là sau khi họ đi lên núi là họ sẽ mất tích. Em nói chị mới để ý ha. Có một cái ngọn núi nào đó, nó đang xảy ra những điều kỳ lạ khiến những người leo núi lên đó đều bị mất tích các bạn ơi. Mình phải đi điều tra mới được. Hãy cha, Tô Gà Thám Tử đã xuất hiện rồi. Đúng rồi, em đã bật chế độ thám tử lên. Và khi Tô Gà đã mặc đồ thám tử, Tô Gà sẽ phải điều tra cho bằng được. Được rồi, chị Nabi đi theo em. Đầu tiên, em muốn dẫn chị tới một nơi, đó chính là những ngôi làng xung quanh đây. Tại vì những ngôi làng này có thể là sau khi họ lên núi, họ đốn củi, những ông dân làng đó các bạn, họ có thể biết được những cái manh mối gì đó và cho chúng ta. Đây là mình sẽ đi vô mình hỏi cho mấy ông dân làng ơi, cho tôi hỏi với. Có chuyện gì đó? Gần đây ông có thấy một cái ngọn núi nào đó kỳ lạ không hả ông dân làng? Cái gì vậy trời, sao tự nhiên ông bỏ chạy luôn rồi vậy chị Nabi? Vậy không biết nữa, hỏi người khác thử coi. Thôi ông dân làng ơi, cho tôi hỏi cái ông dân làng ơi. Có chuyện gì đó? Gần đây có thấy một cái ngọn núi hay là một cái điều gió xảy ra kỳ lạ xung quanh ngọn núi nào không? Đừng có giết ta mà. Tao cứ mỗi lần mình nhắc tới ngọn núi nào là mấy ông đều sợ, mấy ông bỏ chạy vậy ta. Tự nhiên ông kêu giết gì vậy trời, mấy ông dân làng này kỳ lạ vậy ta. Lại đây đi. Nabi lại đây, hình như có một ông dân làng nhỏ nào kêu cái gì kìa. Chuyện gì vậy? Hình như ông muốn nói chuyện với tụi tôi hả? Hai người có phải là người tốt không vậy? Tụi tôi là người tốt đến từ làng sinh tốt và tới đây để điều tra, để giúp mọi người đó, nên là mọi người yên tâm. Trời ơi, tôi sẽ nói cho hai người một bí mật này nè. Lý do mà mọi người đều sợ khi nhắc tới ngọn núi đó là gần đây có một ngọn núi quỷ. Cứ mỗi tháng thì ngọn núi đó sẽ ăn thịt một người. Có nghĩa là phải đem một người tế cho ngọn núi đó. Tế cho ngọn núi hả? Bị nguyện rủa. Cái gì ghê quá dạ, có thiệt không dạ? Đây chính là tấm mạnh của ngọn núi. Cái gì nè? Tấm mạnh của ngọn núi ở đâu? Đâu đây, tôi coi đặt lên này. Cha ơi, chị đã bị nhìn kìa. Đây là cái gì vậy trời? Sao mình nhìn lần đầu tiên mình thấy cái gì ghê dữ vậy trời? Nhưng mà cái ngọn núi là cái ngọn núi ăn thịt sao hả ông dân làng tí hon? Đúng rồi đó, nếu mà không tế cho hắn thì hắn sẽ gây ra thảm thảm họa đó. Nhưng mà ông có biết ngọn núi ơi cái gì? Ơi ông dân làng ơi, trời ông còn chưa cho tôi biết địa điểm mà. Ơi, làm sao để chúng ta có thể định vị, chúng ta có thể dò được ngọn núi này ta? Từ nhắc tới định vị, tự nhiên hồi sáng nay mình nhớ tới một người có thể định vị được, đó chính là Huy Núp các bạn ơi. Cái máy định vị, cái flycam đó chị đã bị nhớ không? Huy Núp có thể giúp chúng ta làm việc này. Bây giờ chúng ta hãy đem cái bức hình này tới đưa cho Huy Núp để Huy Núp có thể định vị được cái bài. Được rồi, đi lại. Tạm biệt mấy ông dân làng nha, đi thôi. Trời đất ơi, Huy Núp đang dùng cái tay cầm nó quậy nhắn kè. Trời ơi, dừng lại đi, tao đang cần mày giúp này. Mấy cái phát minh của mày không phải dùng để mà đi quậy người ta vậy đâu. Trời, nó không dùng để quậy chứ làm gì? Phát minh của mày có thể giúp tao điều tra vụ án này. Cứ đi tao mày dẫn tao xuống cái chỗ mà để chúng ta có thể định vị bằng cái flycam này. Đi nhanh lên để tao nói cho mày nghe này. Ok đi. Nào bây giờ đi nè, dắt ơi đi theo tôi luôn đi. Huy Núp nó ở dưới này coi. Được rồi, để đi xuống nè. Hay cha, cái
cái gì? Ôi, thì ra đây chính là bên dưới cái phát minh này các bạn, nhìn kìa. Cái flycam này nó sẽ chiếu mọi thứ lên màn hình như các bạn có thể thấy kìa. Wow, hay quá vậy, hay quá vậy. Cái flycam này tao nghĩ nó có thể giúp ích tao trong vụ án bây giờ đó. Vụ án gì cơ? Cảnh sát đã bị đặt ra đi cho mọi người cùng xem. Mọi người nhìn đi. Đây chỉ là bức ảnh mà tôi vừa tìm được nè, nhìn đi. Trời ơi, đây chính là thế. Đúng rồi đó, đây chỉ là một ngọn núi ăn thịt người vô cùng đáng sợ. Flycam của mày có thể định vị được ngọn núi này bằng cách là nó sẽ bay đi tìm mày, nghĩ mày có thể làm được không? Ờ, nếu mà coi bức ảnh này ở đây chắc tao tìm được đó. Flycam định vị cái núi này ở đâu đây? Ui, hay quá vậy, đúng hay quá vậy. Bây giờ nó sẽ định vị cái chỗ đó cho coi. Sau khi định vị xong nó bắt đầu khởi động. Ôi, nó khởi động rồi trời ơi, nó bay đi đâu vậy? Nó bay đi đâu vậy? Rồi xem trên màn hình đây, nó đang đi đó, nó đang đi đó, xem nè. Hình như nó đang đi tới chỗ định vị đâu. Wow, hay quá vậy. Được rồi, để coi cái flycam này nó sẽ đưa chúng ta tới đâu đây các bạn ơi. A few moments later. Trời đất ơi, sao mà lâu sao quá mà vậy? Ôi, mày lâu quá vậy? Vậy cái flycam của mày có ổn không vậy? Mọi người, hình như nó đã thấy được cái gì. Ôi, mọi người nhìn kia. Đây chính là ngọn núi ăn thịt trong bức ảnh nè. Tới gần thử coi. Ok, để mình điều khiển cái flycam tới gần thử coi các bạn ơi. Để tôi bay tới gần. Ôi, gì vậy? Ôi, sao tôi bay tới gần cái camera? Gì vậy? Cái camera nó bị gì vậy? Ôi, nó tắt luôn rồi. Biết được vị trí của cái núi đó là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tới đó để điều tra bằng chính mắt thường của mình luôn đi. Có gì cần giúp thì kêu tôi nha. Ok, được rồi, đi thôi chị Nabi ơi. Đợi sao mai đợi nha. Được rồi, đi thôi chị Nabi ơi. Chúng ta hãy tới chỗ cái flycam đó định vị đó thôi nào. Đây chính là ngọn núi ăn thịt trong truyền thuyết. Chúng ta phải cẩn thận nha, chúng ta tới từ từ thôi đó. Có hai người áo đen đang bưng khiêng cái gì vô bên trong cái ngọn núi kìa bạn. Ra mắt vệ sinh quá, để ta đi vệ sinh xíu, đặt cái này xuống đi. Hình như hai người đó đi vệ sinh rồi, coi họ để cái hòm. Nhưng mà bên trong cái hòm đó là gì, họ đang bưng cái gì tới? Từ từ, bây giờ tranh thủ lúc họ đi rồi mình tới mình kiểm tra coi các bạn. Không biết có nên mà. Ui, tao biết ơi, hình như có người ở trong. Mở ra. Ai cha, mở ra được rồi. Em thấy người này quen, chị Nabi có thấy vậy không? Đúng rồi các bạn ơi, đây chính là người bị mất tích hồi sáng mà hả, ông bố đang đi tìm nè. Tại sao cậu lại ở trong này, cậu bị bắt cóc hả? Tôi không biết nữa, lúc tôi đang đi cắm trại thì tôi bị đánh thuốc mê. Tôi còn nghe nói là tôi còn bị tế cho quỷ núi gì nữa đó. Như ông dân làng nói là cứ mỗi tháng thì cái núi này nó sẽ ăn thịt một người, không lẽ cậu sẽ là người bị tế sao? Cậu hãy hả yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho cậu mà. Cảm ơn nhiều nha. Tôi sẽ đóng giả cậu và tôi sẽ chui vô bên trong này để cho mấy đứa đó nó sẽ đem tôi vô bên trong núi và tôi sẽ điều tra thử bên trong là hả có gì ở trong đó. Thì chị nó biết, cái yên tâm đi, em sẽ lo được mà. Tôi là lỗi, em gặp cái gì thì sao? Chúng ta phải hy sinh một chút xíu để em có thể điều tra được chân tướng vụ án này. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ chui vô bên trong này các bạn ơi. Hãy cha, chị nó biết chạy đi, hình như tụi nó sắp quay lại nữa. Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi. Ôi, thoải mái quá, khi nó vô tiếp tôi nào. Để coi tụi nó sẽ làm gì mình đây. Đây chính là bên trong cái quan tài đó, trời ơi, mình cảm giác mình đang bị khiêng đi nãy các bạn ơi. Không biết mình được đem vô trong chưa ta. Bây giờ mình sẽ mở cái hòm ra rồi quăng nó xuống cho ngày ấy ăn thôi. Cái gì? Ôi, sao mình được mở ra? Ôi, hello hai người, ôi sao tôi lại ở đây vậy ta? Ôi, đâu phải là thằng nhóc mà ta bắt cóc đâu. Tôi đã giải cứu cho họ rồi đó, mấy người đừng có làm chuyện xấu xa nữa, tô gà xuất hiện đây rồi. Ôi, ơi, bắt cẩn rồi. Ôi, chạy thôi các bạn ơi, ngon thì bắt tôi đi. Ôi, cái gì? Chết rồi. Ôi, chết tôi rồi các bạn ơi. Ok, chị đã bị ơi, hắn bị đẩy xuống rồi kìa. Ôi, hắn bị tiêu hóa rồi kìa. Còn cái tên này nữa. Hắn bỏ chạy. Ngươi đợi đó, cái tên kia. Ủa, nhưng mà ngọn núi này là sao vậy tôi gà, tại sao nó phải làm như vậy? Em cũng không biết nữa. Như bên kia còn một cái đường đi xuống nè, để em đi xuống thử coi. Chị Nabi, đi theo em coi thử coi. Một trái tim đúng không? Đúng rồi, coi đây, chứ nó giống như là một cái trái tim. Ôi, nhưng mà trái tim này nó đang đập hay gì nữa coi. Các bạn nghe không, nó đang đập kia. Hình như đây chính là trái tim của ngọn núi đó hay sao các bạn ơi? Phải hả? Hả, té được mỗi con người mỗi tháng, có nghĩa là để duy trì sự sống của ngọn núi này sao? Đúng rồi đó. Okay. Cái gì? Không những thế, chỉ cần một mạng nữa thôi thì ngài ấy sẽ tiến hóa. Cái gì? Và nếu một trong hai tụi bay bị tiêu hóa thì ngọn núi này sẽ tiến hóa. Không thể nào, yên ngươi là sao? Tiến hóa là sao? Ta sẽ không để ngươi làm gì đó đâu. Tụi bay đã ngăn chặn biết bao kế hoạch xâm chiếm thế giới của ta rồi. Lần này ta sẽ không để ngươi làm vậy nữa đâu. Vậy thì ta sẽ tiêu diệt trái tim của ngọn núi này luôn. Đúng rồi, chị Nabi, đánh nó đi. Không được, chúng ta. Đánh nó đi, chị Nabi, chúng ta phải tiêu diệt rồi. Đá nó xuống kìa. Đúng rồi, phá trái tim của ngọn núi này đi và tụi ta sẽ ngăn chặn cái kế hoạch xấu xa của ngươi. Ôi, không được, thả chị Nabi ra, cái tên kia. Ôi, chết rồi, thắng năm đem chị Nabi tới chỗ tiêu hóa. Không được đâu, dừng lại. Chị Nabi ơi, không được làm vậy.
ơi, cái gì vậy? Cậu vợ ơi, chị Nabi ơi, chạy lại đi, chạy lại đi, quý đất ơi. Trời ơi, cái chỗ này nó đang tiến hóa lên rồi. Trời ơi, chỗ này nó sắp sắp rồi. Ôi, nó đất đau rồi, trời kia trời. Chỗ này nó sắp tiến hóa rồi, đây rồi. Chúng ta phải ra khỏi cái ngọn núi đây thôi. Lại đây chết rồi, vậy là tụi mình không ngăn chặn lại được nó rồi. Giờ sao đây? Trời ơi, cái gì vậy coi. Hình như nó sắp được chịu hồi rồi kìa. Ta đã được chịu hồi. Bây giờ nó sắp chiếm rồi tới rồi. Trời ơi, nó muốn sắp chiếm thế giới này. Chết rồi, giờ sao đây? Không thể đâu, ngọn núi nó có thể di chuyển luôn sao? Rồi sẽ bỏ nát thế giới rồi. Cái gì cơ? Vậy là chúng ta phải đánh bại nó thôi các bạn ơi. Chị Nabi có vũ khí gì không chị Nabi, để chúng ta có thể tấn công được cái con quái vật đó? Ôi đâu đâu, ui hay lắm chị Nabi. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải sử dụng vũ khí để đánh bại cái con quỷ núi này thôi. Bắn nó đi nào, cha tiêu diệt nó đi, cha bắn nó đi. Ôi, thành máu của nó đang giảm dần kìa các bạn ơi, nhìn kìa, cho thành máu nó giảm xuống kìa. Trời, nó đang giận dữ kìa. Ôi trời ơi, bắn nó đi đi, bắn nó đi mọi người. Thì cũng nhờ một phần là các bạn đã cổ vũ cho tô gà đó. Và các bạn thấy video này như thế nào thì quay để lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng xem tôi tim nha. Và bây giờ các bạn muốn coi một video khác hãy bấm vô like coi chị Nabi ơi. Chào mọi người đi, bye bye.